quý vị, ngày 19 tháng 9, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải hình ảnh và thông tin 13 thanh niên đang lưu trú tại một căn hộ đều dương tính với ma túy. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cư dân mạng không phát hiện ra trong 13 thanh niên ấy có một cái tên quen thuộc, Trần Thái Nhật. Dựa vào hình ảnh và thông tin được chia sẻ, khán giả đã lập tức gọi tên vai diễn Thái Tử trong web drama Thập Tam Muội. Trần Thái Nhật là nam người mẫu được săn đón nhất nhì đất Sài Thành. Anh sở hữu thân hình đạt chuẩn, gương mặt sáng cùng biểu cảm cuốn hút. Bằng tất cả những điều đó, Trần Thái Nhật được đánh giá là một trong những người mẫu trẻ triển vọng bậc nhất trong làng mẫu. Bên cạnh đó, anh cũng góp mặt trong web drama Thập Tam Muội của chị 13 Thu Trang với vai Thái Tử. Trần Thái Nhật khiến hội chị em mê đắm đuối với đội điển trai của mình. Tuy thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng Trần Thái Nhật cũng đã ghi lại những dấu ấn cực kỳ đặc biệt cho người xem bằng lối diễn vô cùng duyên dáng và ấn tượng. Ngoài ra, anh còn đạt được những thành tích cũng như những số đo hình thể khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trần Thái Nhật cao 1m82, có số đo 3 vòng là 97, 75 và 99. Anh là một người mẫu, diễn viên, là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang. Anh cũng tích cực tham gia những cuộc thi để chứng minh tài năng cũng như thực lực của bản thân. Trần Thái Nhật từng đoạt giải Á Vương 1 của cuộc thi Man of the Year năm 2017. Tuy nhiên, khi xuất hiện cùng với 12 thanh niên khác trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh của Trần Thái Nhật đã ít nhiều sụp đổ trong lòng người hâm mộ. Nhiều người không tin đây là sự nhầm lẫn bởi vì hình ảnh cũng như thông tin xuất hiện trên báo hoàn toàn trùng khớp với anh. Liên hệ với phía Á Vương Trần Thái Nhật để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Công ty quản lý của anh cho biết đã hết hợp đồng làm việc nên không có bất cứ phản hồi nào. Riêng Trần Thái Nhật, anh cho biết bản thân không muốn nhắc đến sự việc này và khẳng định chắc nịch với báo giới rằng tôi không chơi mà chỉ bị vạ lây thôi, nên giờ tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Phía báo giới tiếp tục liên lạc với chị 13 Thu Trang để hỏi về tình hình của Trần Thái Nhật, diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Thập Tam Muội của chị. Thu Trang cho biết từ sáng đến giờ đã nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, bà xã Tiến Luật khẳng định mình không hay biết gì về đời tư của đàn em. Nữ diễn viên Hà cũng chia sẻ thêm rằng, Nhật đóng phim cho tôi xong thì thôi, tôi và cậu ấy không liên lạc lại và cũng chưa hợp tác tiếp dự án nào. Nhật được chọn cho vai diễn qua lần casting của công ty khác tổ chức cast, chứ tôi không biết Nhật từ trước. Tôi chỉ biết Nhật là diễn viên và diễn được, phù hợp vai nên mời, còn đời tư tôi làm sao quản lý được. Được biết, ngoài Á Vương Trần Thái Nhật, danh sách 13 người dương tính với ma túy còn có cả cựu thành viên của nhóm La Thăng là Phan Việt Hải. Việt Hải là thế hệ đầu tiên của nhóm La Thăng, chung với Lê Minh Tuấn. Anh cũng được nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình ưu ái viết riêng cho một ca khúc vì mối quan hệ thân thiết của cả hai. Hiện tại có rất nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về hình ảnh nam thần trong lòng mình khi những thông tin về anh chàng xuất hiện trên mặt báo với một chiều hướng không được tích cực lắm. Còn bạn nghĩ sao về thông tin này khi đông đảo người hâm mộ vẫn còn đang xôn xao và hoang mang tột độ? Hãy để lại ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để theo dõi những thông tin mới nhất.